người chọn một ly nước ép trên bàn, sau đó xếp hàng lần lượt đổ nước vào ly trên bàn. Ai là người làm tràn ly nước sẽ bị phạt uống hết ly nước ép đó nha. Yeah. Em nói màu đỏ, em nói màu đỏ nha. Rồi, tôi lệnh cái màu vàng nha. Rồi, ủa vậy nha. Ê, nghĩ vậy bro. Đúng, anh Hiển là nhiều lắm. Không, tràn ly là thua nha. Tràn ly là thua nha, kỳ kỳ vô. Em có bắt anh bây giờ đó. Ai sẽ là người may mắn uống ly nước ép này đây? Càng nghe kỹ nha. Ôi, cũng lại. Em hát cái lời của đào để thay mọi người nha. Thay mệt rồi đó, không đọc rồi đó Phi ơi. Ê, thay mà, thay mà. Em hoài. Ông mẫu thế. Ê, thử đi bạn. Yeah. Ủa không?